Hello, xin chào anh em nha. Xe đang thanh lý giảm giá tại cửa hàng Tuấn Ô tô nha anh em. Anh em nào cần mua thì liên lạc cho Tuấn theo số điện thoại là 0369 nha, 669 659 hoặc ghé thẳng về địa chỉ cửa hàng mình Tuấn Ô tô là 262 đường Văn Anh nha, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Hiện tại bên Tuấn Ô tô còn rất là ít xe nha. Anh em nào có cần mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền để chốt giá nha. Đó, xe rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc lại cửa hàng để được xem size trực tiếp nha. Còn là xe đẹp, xe VIP hết nha anh em. Như là Kawasaki Boss 175 nè, dòng xe Cruiser 220cc và Suzuki GZ 150, Honda Master 3, CVS 150, 125 và con ghê là Shadow 150, xe là đẹp keng anh em. Bên Tuấn Ô tô là chuyên bán các dòng xe lướt nha, xe đã qua sử dụng nhưng mà những dòng xe lướt, xe đẹp nha anh em, xe ring nha. Nó tuyệt đối là không có bán gì dòng xe chế, xe độ là bên Tuấn Ô tô không có chơi. Nên anh em nào có cần mua thì nhanh tay liên lạc ha, để mình chốt giá con xe nó hợp với mình. Nó xe đẹp ha. Bên Tuấn Ô tô cực kỳ là bán rất là uy tín. Xe là phải nguyên ring, xe rất là đẹp. Đó, anh em mình xem, anh em mình cũng thấy cảm nhận, anh em ưng ý thì liên lạc cho em. Và hiện tại bên Tuấn Ô tô có ship xe đi các tỉnh luôn nha. Đó, có ship xe đi các tỉnh luôn. Anh em ở tỉnh, anh em mình không lên được thì bên Tuấn Ô tô sẽ ship xe về cho anh em. Đó, rất là anh em, nhiều anh em theo dõi kênh Tuấn Ô tô rất là nhiều, rất là tin tưởng nha. Đó, Tuấn Ô tô ship xe đi các tỉnh luôn anh em. Mọi xe trên xe là nguyên zin hết nha anh em, tuyệt đối là không có độ nha. Đó, và xe những dòng xe bên Tuấn Ô tô bán ra là những dòng xe là rất thích hợp cho anh em nha. Rất thích hợp cho anh em, như là giá cả nè, dòng xe nè phù hợp cho nhiều anh em mình chơi, nhiều anh em mình sử dụng. Như là có thể là như anh em là lớn tuổi anh em đi cũng được, nhỏ tuổi, lớn tuổi hoặc trung niên, hoặc người có thể già, lớn tuổi không anh em đi vẫn được. Nhiều dòng xe nó rất là thích hợp cho nhiều anh em luôn. Đó, nên anh em nào cũng thấy ân ý những dòng xe nào thì anh em cứ việc liên lạc cho em. Và bên Tuấn Ô tô bán thì có thể là rất là uy tín. Giả sử như anh em cần xe gì thì anh em cứ việc liên lạc cho em và đặt hàng xe đó, thì bên Tuấn Ô tô sẽ tìm những xe đó để giới thiệu cho anh em, để tìm cho anh em, để anh em xem, anh em cũng thấy ân ý thì anh em cứ việc mua nha. Đó, những dòng xe bên Tuấn Ô tô quay lên là những dòng xe ring hết nha anh em, xe ring hết nha. Đó, tuyệt đối là không có độ, không có chế. Xe là bao anh em là đẹp, máy móc êm, bình đề, càng đèn, xi nhanh đầy đủ hết nha. Mọi thứ là vẫn hoạt động bình thường hết từ A tới Z nha anh em. Đó, những con xe nào bên Tuấn Ô tô mua về là có đội ngũ thợ canh chỉnh rất là kỹ, test máy, test đồ rất là kỹ, giống như là vô dầu mỡ tháng thiết là bên Tuấn Ô tô làm rất là ok, đầy đủ hết cho anh em. Và anh em mua về thì anh em chỉ việc đổ xăng vào và sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì nha. Và những con xe nào bên Tuấn Ô tô quay lên giới thiệu cho anh em thì anh em thì bên Tuấn Ô tô sẽ ship xe về y chang cho anh em nha, không có thay đổi kết cấu hoặc thay bớt cái gì nha. Đó, thêm bớt cái gì đó anh em mình để ý. Giả sử như nhiều chiếc xe bên Tuấn Ô tô ship về cho anh em nhưng mà anh em nhiều lúc anh em thích có cái túi da bình xăng thì bên Tuấn Ô tô sẽ hỗ trợ cho anh em một cái túi da bình xăng hoặc cái gì đó nếu như anh em cảm thấy thích. Giả như hồi sáng là bên em có ship về cho khách ở Huế một cái xe Honda Master, thì bên em khách cái kia là bên vẫn còn cái túi da nào không thì cho anh gái, thì bên em vẫn hỗ trợ cho anh em một cái túi da để anh em về, anh em thích thì anh em trồng vô bình xăng, còn anh em không thích thì anh em tháo ra thì anh em để ngồi thôi, rồi khi nào anh em cần thì anh em gắn vô. Đó, bên Tuấn Ô tô là có cái gì, giả sử như những cái đồ cũ bên Tuấn Ô tô có nè rất là nhiều. Đó, anh em nào thì bên Tuấn Ô tô mua xe xong anh em nào cũng thấy thích cái gì thì bên Tuấn Ô tô sẽ cho anh em cái đó, giống như là túi da đồ nè, ba cái túi da mà những cái dòng xe mà người ta gắn vô. Rồi bên em là chuyên bán xe ring thôi, không có gắn thêm cái gì hết trơn á. Đó, còn nếu như anh em cũng thấy thích thì bên Tuấn Ô tô sẽ cho anh em đem về, anh em thích thì anh em gắn thôi. Giống như là mọi cái cây gắn cờ rồi đây nè, là nhiều lớp bên Tuấn Ô tô cũng có bắt ngoài nhiều lắm, rất là nhiều, nhưng mà bên em không có gắn vô. Anh em cũng thấy ân ý thì em cho anh em để anh em gắn thôi, chứ bên em không có lấy tiền mấy cái đó nha. Đó, nếu như anh em mua xe bên em, và những anh em nào mua xe bên em sau này anh em sử dụng xe trong thời gian sử dụng á mà có bị cập trạc gì mà anh em không biết sửa
đem ra thợ nó không biết cách sửa thì bên Tống Ô Tô sẽ chỉ chỗ cho anh em, chỉ cho anh em để anh em sửa rất là dễ. Giống như bên Tống Ô Tô hôm bữa có không biết anh khách kia mua xe ở đâu đó mà về chạy dọc đường nó hư đó, gọi lên cửa hàng nào đó, cửa hàng nào bán đó mà cửa hàng nó không biết cần cách sửa, nên gọi điện cho Tống Ô Tô, Tống Ô Tô hỗ trợ cho anh thợ, và anh thợ đã sửa xe và anh ta đã đi về được về miền Tây đó. Nhiều lúc anh em mua xe đó lên Tống Ô Tô mua, không chịu mua, đi đâu cửa hàng nào đó mua, mua về rồi chạy dọc đường là tắt máy rồi á, đem vô thợ mà nhiều thợ không biết, gọi xuống cửa hàng đó bị cửa hàng đó tư vấn để sửa thì cửa hàng đó đâu có biết cách đầu sửa, có biết gì đâu, có biết gì về mô tô đâu mà sửa. Rồi gọi điện lên cho Tống Ô Tô, gọi điện cho em và em sẽ nói chuyện với anh thợ kia, và anh thợ kia đã làm được chiếc xe nổ máy và anh khách kia rất là mừng và chạy về đó. Nhiều chiếc xe thì có thể ở cửa hàng em thì nó sẽ không hư, nhưng mà có thể bán cho khách, khách chạy dọc đường có thể là nó hư là chuyện bình thường, giống như là chết IC đồ này kia. Nhưng mà chết IC thì nhiều IC thì có thể trùng hợp với nhau, nhiều anh em không biết thay IC gì vô đó, nên gọi điện cho Tuấn và Tuấn sẽ hỗ trợ cho anh em cách thay IC hoặc chỉnh sửa để anh em nổ máy, anh em chạy về. Chứ nhiều lúc nó đơn giản lắm nay, nhiều lúc khách thì nó chỉ biết mua về và đi thôi chứ còn không biết sửa đó. Nhưng mà gặp chiếc xe mà nó có sự trục trặc nho nhỏ thì khách nó không biết cách sửa và gọi điện đến và em tư vấn là chuyện bình thường. Còn những dòng xe bên Tuấn Mô Tô bán ra thì đều có phụ tùng thay thế hết, bên Tuấn Mô Tô có bán phụ tùng để thay thế luôn cho anh em nha. Đó, anh em nào mua xe bên Tuấn Mô Tô sau này cần hỗ trợ mua phụ tùng thì bên Tuấn Mô Tô sẽ hỗ trợ cho anh em mua phụ tùng đó. Em giới thiệu cho anh em, những anh em nào mà mua xe bên Tuấn Mô Tô, muốn mô tô hỗ trợ rất là nhiều rồi nha. Nhiều anh em đã gọi, nhiều không phải những mà bên Tuấn Mô Tô bán ra mà nhiều anh em đang sử dụng mô tô sau này cần mua phụ tùng, nhiều anh em gọi điện cho em chỉ cho anh em rất là nhiều rồi đó. Bên Tuấn Mô Tô hỗ trợ cho anh em rất là nhiệt tình những cái vấn đề đó như vậy đó. Nên anh em nào cảm thấy yêu mến thích thì anh em cứ việc liên lạc cho em, và bên em bán xe thì rất là uy tín nha, bán là bán xe riêng như vậy, xe đẹp như vậy nha đó, chứ không có bán những xe độ xe chế. Và bên Tuấn Mô Tô thì rất là chuyên nghiệp những dòng xe mô tô này, rất là rành những dòng xe mô tô này, nên bên Tuấn Mô Tô canh chỉnh rất là kỹ càng, rất là ok. Anh em tới là anh em đề phát là rất là nhẹ nổ nha đó, rất là đẹp. Rồi những con xe mô tô Tuấn Mô Tô mua về là những con xe được siêu tầm nha, được siêu tầm rất là kỹ, những dòng xe riêng, những dòng xe đẹp, những dòng xe chất lượng đó bên Tuấn Mô Tô mới mua về đó bán. Nhưng mà bên em bán ra với giá không phải là cao hơn là những giá là thị trường những cửa hàng khác nha, mà luôn luôn bên em bán ra với giá là có thể rẻ hơn những cửa hàng khác nữa đó. Vì bên Tuấn Mô Tô là lấy công làm lời nha, không có bán giống như là bên Tuấn Mô Tô mua rẻ thì bên Tuấn Mô Tô bán rẻ đó, mua mát thì bán mát. Nhưng mà những chiếc xe mát bên Tuấn Mô Tô không bao giờ vượt hơn những cửa hàng khác, em khẳng định với anh em luôn. Và những con xe bên Tuấn Mô Tô bán ra em khẳng định với những cửa hàng khác là những con xe bên Tuấn Mô Tô khẳng định với anh em là đẹp hơn những cửa hàng khác, em khẳng định với anh em như vậy luôn đó. Còn những anh em nào mà đã từng mua xe bên Tuấn Mô Tô thì anh em đã hiểu, sẽ biết những dòng xe bên Tuấn Mô Tô bán ra là như thế nào, nó chất lượng như thế nào đó, để anh em phải là sử dụng. Và anh em cần những cái gì thì anh em những biết không, những thêm thông tin chi tiết gì thì anh em có thể liên lạc cho em và em sẽ chỉ các hỗ trợ cho anh em. Giống như là những chiếc xe nè em mua về là nó có sẵn cho mình, có túi da cho mình xăng này, nhưng mình muốn mua xe bên Tuấn Mô Tô bán ra là bên em hầu như là bên em tháo hết ra, bên em không có để nha. Giống như là chiếc Honda Master này đây đó, nếu như anh em mà cũng thấy mua chiếc xe được mà anh em cũng thấy bên em có cái túi da này, anh em muốn hỗ trợ bên em, xin bên em thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em luôn. Bên em sẽ cho anh em để anh em về gắn vô xe đó, anh em mà để ý nha. Rồi, và những chiếc xe mà bên Tuấn Mô Tô bán ra anh em cũng thấy ưng thích túi da ha, mà bên Tuấn lại có túi da thì bên Tuấn Mô Tô sẽ hỗ trợ cho anh em cái túi da để anh em gắn vô xe nha. Còn về bên Tuấn Mô Tô bán xe thì bên Tuấn Mô Tô là chỉ bán xe riêng như vậy thôi đó, riêng như vậy, đẹp như vậy đó, không có gắn cái gì hết trơn, nguyên riêng sao. Bên Tuấn Mô Tô sẽ để riêng như vậy. Còn nếu như anh em cũng thấy anh em ở tỉnh mà ship xe về anh em cần hỗ trợ cho Tuấn, cần hỗ trợ cái túi da thì bên Tuấn Mô Tô, nếu như bên Tuấn Mô Tô có sẵn thì bên Tuấn Mô Tô sẽ kèm theo cho anh em và gửi về cho anh em đó. Còn nếu như không có thì bên Tuấn Mô Tô sẽ cho số điện thoại để anh em mua để ship về cho anh em đó, anh em để ý nha. Đây là con Honda Master 3 thì bên em mới vừa lấy về từ cửa hàng luôn, và bên em đang rao bán với giá là 35 triệu. Xe là rẳng đẹp nha, nguyên ring nha anh em, rất là đẹp, nước sơn là vẫn đẹp nha.
đồ đạc trên xe là vẫn ok. Cái chuyến này thì có trong cái túi da đó luôn anh em, nhiều lúc khách nó bán xe nó để lại luôn á, nên cái này thì em không biết kiến cận là kiến gì thì em cũng nên dục luôn chứ không có đem đó. Anh em nào cũng thấy ha, yêu mến Tuấn Mô Tô và cũng thấy thích thì anh em cứ việc đăng ký kênh ha, đăng ký kênh để sau này có xe gì bên Tuấn Mô Tô hỗ trợ quay video để anh em nào cũng thấy ân ý chiếc xe nào thì anh em liên lạc cho em nha. Đó, con GZ này thì bên em bán ra với giá là 42.500.000 là GZ 150A. Xe này là nguyên ring máy, chất lượng luôn anh em, đời 2013. Rất là chất lượng luôn. Thì đó, giá bên em bán ra chỉ có 42.500.000 thôi. Giá này là quá hợp lý cho anh em luôn. Này, giống như Honda Sedan này bên em bán ra với giá là 45.000.000 nè anh em. Đó, xe là đẹp nha. Có thùng, có đồ cản rồi đầy đủ nha. Cản chống đổ rồi vẫn còn đầy đủ luôn đó anh em. Đó. Anh em thấy không? Những chiếc xe nếu như anh em mà sử dụng như mua những con xe rebel giờ giá 44 mấy triệu thì anh em nên mua những dòng xe Honda như vậy anh em đi. Vì lo số lúc trước anh em bán rebel rất là nhiều. Nhưng mà là sau này vì nó trong rebel này, dòng rebel thì anh em thấy sử dụng nó không có được ổn giống như những dòng xe Honda chính hãng hoặc Suzuki, Yamaha. Thì bên em đã ngưng cái dòng xe rebel và chuyển sang mấy dòng xe chính hãng này. Đó, nên anh em nào cũng thấy ân ý thì việc liên lạc cho em nha. Và đặc biệt con này là nguyên ring nha anh em. Đó, nguyên ring rất là chắc luôn anh em. Đó, rất là ok anh em. Và những con xe nào bên Tuấn Mô Tô bán ra thì những con xe đẹp hết anh em. Anh em như vậy chỉ việc sử dụng thôi. Đó, anh em thấy con xe chất lượng không? Quá là chất lượng luôn. Những dòng xe chính hãng thì có thể là anh em sử dụng nó rất là ok. Máy móc đồ có thể là chuẩn. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, nên anh em nào cũng thấy ân ý thì nhanh tay liên lạc cho em đi để chốt giá con xe này nha. Xe thì bên em bán rất là nhiều, hầu như là ngày nào bên em cũng có xe, cũng có xe về hết. Nhưng bên em bán rất là nhanh vì đa số bên em bán là bán những dòng xe riêng, xe đẹp nên thường khách rất là ưa chuộng nha.